Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn của hậu pháo, tới cuối tháng 3 năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố hơn 15 bị can về nhiều tội danh. Trong 15 bị can đang bị cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an điều tra Bà Hoàng Thị Thúy Lan từng là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bà Lan bị khởi tố bị can và bắt tạm giam hôm 8 tháng 3 với cáo buộc tội danh nhận hối lộ. Mới đây, tại họp báo quý 1 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết bà Hoàng Thị Thúy Lan đã nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ bị can Nguyễn Văn Hậu. Quá trình điều tra, bước đầu, nữ cựu bí thư Vĩnh Phúc đã nộp lại số tiền và khai nhận hành vi với cơ quan điều tra vị cựu bí thư tỉnh ủy thứ hai bị bắt trong vụ án này để điều tra hành vi nhận hối lộ là ông Lê Viết Chữ, nguyên phó chủ tịch, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu thi công tuyến chính dự án đường bờ nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Những bị can tiếp theo từng giữ chức vụ cao của cơ quan hành chính cấp tỉnh gồm có Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra còn có Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Cũng giống như vai trò của hai cựu Bí thư tỉnh ủy nêu trên, các bị can Lê Duy Thành, Cao Khoa và Đặng Văn Minh đều bị khởi tố tội nhận hối lộ. Trong số này, C03 bước đầu xác định ông Lê Duy Thành nhận số tiền hối lộ hàng tỷ đồng từ hậu pháo, hiện đã nộp lại số tiền để khắc phục hậu quả. Mới đây nhất, ngày 28 tháng 3, Bộ Công an công bố thông tin về việc khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cũng về hành vi nhận hối lộ. Vụ án này còn có tình tiết khiến dư luận quan tâm, đó là việc C03 công bố nội dung cho thấy bị can Đặng Trung Hoành cựu tránh văn phòng huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, đã nhận số tiền 64 tỷ từ hậu pháo. Cũng trong vụ án này, nhiều cựu cán bộ sở, ngành, một số địa phương đều vướng vòng lao lý. Họ gồm Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông ở Quảng Ngãi. Nói thêm về vụ án này, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh, cơ quan điều tra Bộ Công an đã chỉ ra thủ đoạn của loại tội phạm khá mới. Tội phạm này sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao để gây áp lực, gây tác động và sức ảnh hưởng đến cán bộ chính quyền cơ sở nhằm trục lợi. Còn theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03, nguyễn văn hậu có những hành vi chi phối lũng đoạn gây áp lực ép một số bị can nguyên là ủy viên ban thường vụ thậm chí là thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc để trục lợi để làm được việc này họ đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ quyền hạn để thực hiện thiếu tướng nguyễn văn thành phân tích bộ công an coi hành vi này là rất nguy hiểm là một dạng tội phạm mới không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị làm xấu hình ảnh của đảng, của chính quyền nhân dân. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo có liên quan đến sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức khác. Là người bào chữa cho bị cáo Phạm Thu Phong, luật sư Trâm đồng ý với nội dung cáo trạng quy kết về việc bị cáo Phạm Thu Phong không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan. Qua đó, hành vi của bà Phạm Thu Phong gây thiệt hại cho ngân hàng SCB số tiền 90.317 tỷ đồng. Xong, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm dân sự cho bị cáo vì không có khả năng chi trả. Hơn nữa, bị cáo Phạm Thu Phong đã giao nộp lại số tiền 20 tỷ do bà Trương Mỹ Lan tặng sau khi nghỉ việc. Về trách nhiệm hình sự, luật sư Trâm đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo Phong hưởng mức án khoan hồng vì chỉ đóng vai trò thứ yếu và không hưởng lợi từ vụ án. Trước đó, luật sư Trương Thị Minh Thơ, người bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng, cựu trưởng ban kiểm soát ngân hàng SCB giai đoạn 2019-2022 cho biết, cáo trạng quy buộc bị cáo Thắng không thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát trong quá trình SCB cấp tín dụng đối với nhóm khách hàng thuộc nhóm Trương Mỹ Lan. Theo đó, bị cáo Thắng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các sai phạm của ngân hàng SCB trong hoạt động cấp tín dụng. Điều này dẫn đến các khoản vay dư nợ đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho SCB số tiền 344.695 tỷ đồng. Tuy nhiên, luật sư Thơ cho rằng cần xem xét về quan điểm cho rằng bị cáo Thắng thiếu trách nhiệm trong quá trình làm việc. Cụ thể, trong quá trình làm việc, bị cáo Lưu Quốc Thắng đã làm đúng và đầy đủ nhiệm vụ trong chức vụ quyền hạn của mình theo luật sư ông thắng đã phát hiện nhiều sai phạm của ngân hàng scb sau đó bị cáo đã làm nhiều báo cáo kiến nghị đề nghị ban giám đốc ngân hàng scb xử lý khắc phục nhưng không được xem xét Luật sư Trương Thị Minh Thơ cũng nêu ra 30 báo cáo của ông Lưu Quốc Thắng về tình hình hoạt động, bất cập hạn chế của ngân hàng SCB, thậm chí ông Thắng cũng đã đề nghị lãnh đạo ngân hàng SCB chỉ đạo các đơn vị chi nhánh tăng cường giám sát nguồn vốn, nguồn trả nợ, thời hạn trả nợ và tài sản đảm bảo để đảm bảo đúng quy định cho vay, giảm rủi ro cho ngân hàng SCB ngoài các báo cáo tăng trưởng hàng tháng ông thắng còn gửi các công văn đề nghị lãnh đạo ngân hàng scb về việc xin ý kiến ngân hàng nhà nước và những công văn cảnh báo về tài sản thế chấp tại scb tuy nhiên các báo cáo công văn kiến nghị đều không được lãnh đạo scb xem xét chú trọng thậm chí là bác bỏ về tình tiết giảm nhẹ luật sư thơ cho hay Hiện tình hình bệnh tật của bị cáo diễn biến xấu, thời gian sống tính từng ngày từng giờ, theo đó luật sư bảo chữa xin hội đồng xét xử xem xét miễn hình phạt cho bị cáo. Trong một tình tiết khác, tự bảo chữa, bị cáo Nguyễn Cao Chí cho rằng sai lầm của mình xuất phát từ lo lắng thái quá trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt trình bày thêm về các giao dịch với bà Lan, bị cáo chí nói khi chồng Mỹ Lan giao dịch với bị cáo nhưng không đứng tên nên lúc đó bị cáo nghĩ Lan có ý định phòng những khoản tiền đó nếu xảy ra rủi ro. khi hay tin chị Lan bị bắt, bị cáo đã lo lắng thái quá vì sợ người ta nghĩ hệ thống của bị cáo liên quan đến chị Lan nên phạm sai lầm khi xử lý khủng hoảng. chính hệ thống của bị cáo trong giai đoạn đó đang bị nợ hơn 1.500 tỷ đồng. bị cáo thừa nhận mình phạm sai lầm tất cả bị cáo xin nhận hết bị cáo bối rối và lo lắng thái quá. Mới đây, công an tỉnh Quảng Bình thông tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt các quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Đàm Xuân Vinh, sinh năm 1965, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự tham mô tài sản xảy ra tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Loan là công chức kế toán xã Quảng Châu. Từ năm 2017 đến năm 2023, Nguyễn Thị Loan đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để ngoài sổ sách, không nộp vào ngân sách nhà nước, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng tiền thu đấu giá việc kinh doanh tại chợ Quảng Châu, lập khống 2 hồ sơ thanh toán công trình và tiền nhân dân đóng góp thực hiện dự án xây dựng nhà văn hóa thôn Hòa Lạc. Mở rộng điều tra xác định, đối tượng Đàm Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Quảng Châu, là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Châu từ năm 2011 đến tháng 5 năm 2023 đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý ngân sách và các nguồn thu, trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền nộp từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán hai hạng mục công trình xây dựng mà không thi công do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách nhà nước bị Nguyễn Thị Loan rút và chiếm đoạt. Hành vi của Đàm Xuân Vinh đủ yếu tố cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự năm 2015. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật.